4 quả 300B dạ. Với phần rề là 12 AU7, 12 AT7. Rất gấu, cái model này thì kiếm trên mạng thì chưa thấy có ở Việt Nam, mỗi ở nước ngoài có thôi, Sun Valley SV2300SE. Chiếc này thì từ siêu thị Nhật về, máy đẹp xuất sắc, chỉ có thiếu cái thùng xốp thôi. Em mình giới thiệu và giao lưu với các bác trong video này nhé. Con này thì về trong tình trạng có cả dây nguồn này, có cả catalog, có luôn cả cái khăn trùm luôn ạ, theo chữ Sun Valley luôn, đúng model này. Máy thì bề thế này, size lớn rất nặng, có lồng chụp zin đi kèm. Đối với những bác mà hay hỏi về trở kháng ôm ra loa để phối ghép thì chiếc này chơi cả cổ lẫn kim. Nhìn cái lớp mạ sơn này, đẹp tuyệt vời luôn các bác. Máy này chắc là chỉ có trưng bày thôi, còn nguyên đầu bịt nhựa này. Đó. Trở kháng ra ôm thì ra loa sao ạ? 4 ôm có, 8 ôm có, 16 ôm cũng có luôn. Về chất âm của 300B thì huyền thoại rồi, không cần phải khen ngợi nhiều nữa rồi ạ. Vâng, đối với chiếc âm ly đèn là Sun Valley Modern SV2300SE này, em mình có mức giá siêu tốt chỉ 32 triệu 800 ngàn đồng dành cho chiếc âm ly đèn 4 quả KT8, xin lỗi, 300B này. Với tình trạng máy đẹp zin từ bên Nhật về. Bây giờ thì em xin test một đoạn nhạc, bác nào có nhu cầu sở hữu em Modern khá là hiếm này thì alo cho em nhé. Em về được một chiếc ạ. Để cho đất nước vui tròn mùa xuân thắm duyên, cùng xuân quên hết những chuyện buồn. Thì xuân nở ngập trong lòng.